Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 29 tháng 3 trên kênh VTV Tiền. Quý vị và các bạn thân mến, không khí lạnh có xu hướng suy yếu, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, nên bà con ở những khu vực này hãy sức đề phòng. Dự báo trong 2-3 ngày tới ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung, thời tiết sẽ ấm dần lên, nhiều nơi xảy ra nắng nóng. Tuy nhiên sẽ không kéo dài lâu. Từ ngày thứ 6 của tuần này, ngày 1 tháng 4, Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh mới với cường độ rất mạnh di chuyển xuống nước ta. Rét đậm sẽ diễn ra ở nhiều khu vực, trong đó nhiều nơi nhiệt độ sẽ hạ xuống mức thấp. Đối với khu vực đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ giữa ngày và đêm sẽ dao động ở mức từ 14 đến 18 độ, vùng núi từ 10 đến 12 độ. Đồng thời thì mưa to đến rất to, mưa trên diện rộng sẽ diễn ra hầu khắp các khu vực trên cả nước từ ngày 31 đến ngày 2 tháng 4. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trái mùa cũng sẽ gia tăng trở lại. Nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa to đến rất to, kèm theo giông gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, chiều hưởng nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, về đêm và sáng trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa rào vài nơi, đêm có mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, về đêm trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, về đêm và sáng trời rét. Với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, về đêm và sáng trời lạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía bắc 27 đến 30 độ, phía nam từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, về chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Hai quần đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa không có nơi nào có mưa, trời nắng và gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km. Ngoài ra, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết về tình hình bão và áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác, dự báo từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 6, ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng bắt đầu hoạt động ở vùng biển phía Bắc của Biển Đông, nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhận định về số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trong năm nay có khoảng từ 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khoảng từ 5 đến 7 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp và gây ra gió mạnh sóng lớn trên biển.